Vâng, xin chào bác, đến với kinh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một thương hiệu đến từ Pháp, Chopic Madrid. Thì thương hiệu này cũng thương hiệu lớn của dòng xe đạp đua. Thì đây là một trong những mẫu mà dòng em bán trước đây của dòng model Madrid, dòng Chopic. Khung làm từ khung siêu nhẹ của dòng nhôm T6 và càng carbon. Với cái tông màu đen lì, rất là khỏe xe. Đồ phun cấu hình đồ Shimano Tiagra. Và bây giờ em xin mời chúng ta tổng thể chiếc xe. Vâng, thì trên khu mình vẫn đây là mẫu Chopic model của Madrid. Thì trước đây nó về rất nhiều dòng xe Chopic của Madrid rồi. Thì đây là cái mẫu màu xanh, màu đỏ đen. Khung làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ, dòng nhôm T6. Được chạy bộ dây sườn cao cấp. À. Tổng thể xem đánh giá là tầm 85%, vì trong quá trình sử dụng xe không thể tránh khỏi những bài mù và vết xước nhỏ trên khung xe. Thì trên cái khung đằng trước đây thì nó có đường vân da rắn dập lỗi, đây là đường vân của nó chứ không phải bị xước đâu, có một vài vết xước li ti nhỏ trên khung xe thôi, nhưng tổng thể xe cũng rất là đẹp. Thì trước đây ông về rất nhiều dòng Chopic của thương hiệu Pháp mà rồi, rất nhiều bác đánh giá rất là cao về cái thương hiệu Chopic này. Dòng xe rốt đua, cổ phốt và ghi đông xe chính hãng nguyên bản theo xe của Chopic. Xe sử dụng cái bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra. Tay trái em, với tay phải em được sử dụng với bộ tay lắc cũng chính hãng của Shimano Tiagra. Bên từng đĩa, đằng trước xe sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Càng carbon, đường vân 3D chấm li ti nhỏ trên càng xe đây, rất là khỏe xe. Có một đường vát theo cái đường khung hình tam giác ở càng xe carbon, cho xe rất là khỏe xe. Vành chính hãng của Chopic, vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe. Lốp sử dụng lốp Canda. Kích thước lốp là 700 x 23C, vẫn là kích thước lốp cơ bản chính hãng của dòng xe đua. Mà model xe này là model của dòng Chopic Madrid, các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng Chopic này. Xe đời mới, được làm từ bộ khung nhôm siêu nhẹ T6. Ở khung giữa đây cũng có đường vân 3D của đường vân da rắn này, dập lỗi trên khung xe. Những điểm nhấn tạo cho xe rất là nổi bật. Đùi đĩa chính hãng của Shimano Tiagra. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Củ đề sau là củ đề của chính hãng của Shimano Tiagra. Cụm phanh đằng sau là cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Cọc yên là thiết kế cọc yên carbon. Cọc yên carbon. Cọc yên và càng xe là carbon. Yên Chopic nguyên bản theo xe. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, đo chiều cao đứng của khung xe là size 50. Thích hợp các bác là từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip chính hãng của Shimano nguyên bản theo xe. Lip đen. Vành đằng sau sử dụng với vành của Chopic cũng nguyên bản theo xe. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip. Xuống lip. Vâng, chuyển động rất là mượt mà, chân chu, nhưng hầu như hoạt động của xe không lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Ở bên phải em ở bên tầng đĩa. Đùi đĩa của chính hãng của Shimano Tiagra. Gạt đĩa Tiagra xuống đĩa. Lên đĩa. Đây là mẫu Chopic đến từ thương hiệu Pháp, Chopic Madrid. Với cái tông màu đỏ đen. Dành cho các bác thích ưa những cái màu tập trung màu tối. Và bộ
chuyển động của Shimano Frontier Gra. Và xem giá rất tốt bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm mình liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại vào trưa ngày mai.